Xin chào tất cả các anh chị, em giới thiệu cái cây địa lan Thanh Ngọc. Cây đây là dáng lá, cây này là cây nguồn gốc Trung Quốc em mua. Còn những cái cây mà Thanh Ngọc này thì Thanh Ngọc truyền thống này thì nó đa phần xuất xứ từ Trung Quốc rồi. Nên các anh chị cứ xem và những nơi nào bán giá hợp lý thì mình mua, bởi cây nó cũng giờ rất nhiều chứ không phải theo cổ. Em xin giới thiệu và đính chính lại cái việc đó chính là hai cây Thanh Ngọc. Một là cây thanh ngọc rừng. Hai là cây thanh ngọc truyền thống. Thì cây thanh ngọc truyền thống này là cây mà được nuôi trồng và nhân giống rất nhiều tại Trung Quốc. Và khi mà nuôi trồng lâu, đem về Việt Nam trồng lâu ấy, thì thân lá nó nhỏ lại và nó không to như bên Trung Quốc. Thì nhiều người hay mượn cái cớ đó để bán là cây thanh ngọc cổ. Nhưng mà không phải vậy, cây đấy nó vẫn là cây thanh ngọc truyền thống. Tất cả đều là thanh ngọc truyền thống. Còn cái cây thanh ngọc rừng ấy, rừng Việt Nam mà gọi là cây thanh ngọc rừng ấy, thì cây đấy thân lá là nó dạng bình diệp. Còn cái này là cây trường diệp. Cái lá cái nó võng cái này cơ. Nó hơi võng mà lá nó nhỏ lắm, thân nó còi. Nó nhỏ này này. Đấy, thì anh chị nó lá nó như dạng dạng này này. Đấy chứ nó không phải là dạng dựng lên này đâu. Thì đấy là cái cây thanh ngọc cổ ấy. Gọi là cây ngọc rừng ấy, thanh ngọc rừng ấy chứ không phải cổ. Cổ thanh ngọc cổ là thanh ngọc truyền thống. Mà truyền thống thì cái cây này Trung Quốc giờ nó nhân giống nhiều lắm. Đây là hoa của nó, anh chị nhá. Em xin phép là nói về cái thân lá cây thanh ngọc truyền thống này một chút này. Thanh ngọc truyền thống này thì thân củ khá to. Nó từ cao từ 2 đến 4, 5 cm và có thể to từ khoảng 2 đến 2,5, 3 cm cùng luôn. Lá nó dài khoảng từ 40 đến 80 cm, có thể 90. Nuôi khi mà mình nuôi ở Việt Nam mình thì nó còi ấy, thì nó ngắn thì khoảng tầm 5-60 thôi. Còn cây Trung Quốc nhập về thì nó khoảng tầm 7-80. Là mặt lá cây thanh ngọc thì nó có hơi xanh một chút. Còn mặt lá của cái cây Hoàng Vũ thì nó vàng đấy. Đấy thì đại loại dạng dạng đó. Thì đây là bông hoa của cây thanh ngọc. Cây thanh ngọc thì hơi bị mất cần, mất khoảng một bông. Anh chị nhở, nó mất khoảng một bông đến đây này. Đấy, thường là như vậy, mất khoảng một bông đến hai bông là tối đa. Hai bông đến tầm này là cùng thôi. Đấy, thì có nghĩa một bông trên này, một bông này. Đấy, tối đa hai bông. Đây là bông hoa của cái mặt bông hoa của cái cây thanh ngọc. Cái thanh ngọc này thì lưỡi nó khá là phẳng, vuông. Lưỡi này là nó vẫn gọi là được gọi là vuông rồi đấy, bởi vì nó không bị vặn vẹo. Ồ, bình thường nó vặn vẹo lắm, Tết nó hay vặn vẹo đấy. Nhưng cái này vuông rất đẹp. Hai cánh đài hoa trong nó mở, ba cánh đài nó thì ba hướng, và cánh hoa của nó hơi cong vào trong này, đuôi cánh của nó cong hơi cong, lưỡi liềm này cong vào trong. Ý thấy không ạ? Đây đấy, hai bông nào nó cũng thế, bông nào nó cong vậy, đúng không ạ? Cái thanh ngọc hương thơm của nó thì nó rất là ok. Còn thanh ngọc thì bây giờ là thanh ngọc nào nó là thanh ngọc Trung Quốc cả. Anh chị đừng tránh bị mất tiền oan ở cái chỗ đó, chứ là thanh ngọc cổ. Thanh ngọc cổ là cái cây kia thân lá khác hoàn toàn cái này luôn. Thân lá nó không có cái nét gì giống cả. Hoa nó giống nhưng mà thân lá không giống thế nào. Đấy là cây thanh ngọc rừng Việt Nam. Còn cái cây thanh ngọc truyền thống này thì Trung Quốc nó lấy Việt Nam về nuôi. Sau nuôi rất nhiều xong bây giờ bán đại trà sang Việt Nam. Đấy chính là cái cây thanh ngọc truyền thống này. Chính là cây hoa như này. Còn cái cây theo cổ, cây hoa nó khác. Theo rừng ấy, nó hoa nó khác. Cái thanh ngọc rừng đó hoa nó khác cái này một tí. Cánh nó không bé cong như này đâu. Nó dạng khác. Thì lúc nào em sẽ quay lại video của cây đó. Thì cây này năm nay anh em nó lại không hoa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian qua. Để tránh mọi người mất tiền mua cây thanh ngọc. Thanh ngọc cổ lãng phí. Cái chị chơi thanh ngọc thì cây thanh ngọc truyền thống chơi cái này. Nếu như muốn chơi cây thanh ngọc rừng ấy thì giá trị nó gấp khoảng 30 lần cái này. Khoảng đó, bởi vì cây thanh ngọc rừng nó khoảng từ, nếu như giá trị hiện tại của năm 2020 thì cái cây thanh ngọc rừng kia nó khoảng từ 3 đến 5 triệu một củ. Còn thanh ngọc truyền thống 100 đến 100 nghìn, 150 nghìn củ. Đấy là hai cây khác nhau hoàn toàn một trời một vực. Thế nên là anh chị có thể tham khảo thêm một số cái thông tin ở những cái website, một số nhà vườn khác. Chứ còn như em nắm khá rõ, bởi vì cái thanh ngọc cổ, cái thanh ngọc rừng kia nó có rất ít. Nó không phải theo cổ, nó là thanh ngọc rừng. Còn đây là thanh ngọc truyền thống, thì đương nhiên là cây nào thì nó từ rừng ra thôi. Nhưng cây kia là cây đột biến rừng và nó có ít hơn cái này. Còn cây này thì nó có từ lâu đời rồi nên là nhân giống nó có nhiều. Thế anh chị cần chú ý để tránh mất tiền mua phải cái cây người ta gọi theo cổ, nhưng thực ra vẫn là cái cây này.
thân lá khác nhau bởi vì do nuôi kém. Việt Nam mình nuôi rất còi. Các chị xem thêm. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.